Trong video ngắn này thì mình sẽ bày cho các bạn một cái thủ thuật rất là nhỏ. Tự dưng đợt này thấy khá nhiều anh em trong cộng đồng thắc mắc, cũng có một vài người giải đáp nhưng mà chưa được thấu đáo và cảm giác nó cũng chưa được khoa học lắm. Thế cho nên là mình làm một cái tút nhỏ này để mọi người biết cái cách để xử lý cái việc này nhá. Đó là gì? Nhiều bạn thắc mắc ấy, là một bức ảnh như thế này, làm thế nào để in ra A3, A4, biết được là nó có bị vỡ hay không? Được chưa? Đây là một cái lý thuyết rất căn bản của Photoshop thôi. Nếu như mà ai mà học Photoshop của mình ngay từ buổi 1 thì mình đã nói rồi, nhưng mà những người ngoài thì lại không biết. Cho nên đây mình sẽ giải thích luôn nhé. Ví dụ khi các bạn có một cái bức ảnh như thế này, muốn biết được in ra A3, A4 nó có vỡ hay không thì việc đầu tiên là các bạn phải chọn nó này vào Property, xong xem detail của nó là cái size ảnh nó là bao nhiêu. Ở đây nó đang là 1500 nhân 992 đúng không? Rồi, bây giờ các bạn vào Photoshop, các bạn ấn Ctrl N để tạo ra một cái file mới. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này đúng không? Các bạn chọn cái khổ giấy mà các bạn muốn in. Đấy, ví dụ ở đây mình muốn in ra A4 chẳng hạn nhá. Đấy, một thông số cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải quan tâm đó là resolution đây này. Đây chính là độ phân giải. Như các bạn hiểu ấy, 300 ở đây tức là 300 pixel trên 1 inch. Cứ tính theo 1 inch chiều dài ấy, thì nó sẽ có 300 điểm ảnh đúng không? Thông số này càng tăng thì ảnh sẽ càng nét, dung lượng càng nặng. Thế vậy nếu như các bạn muốn in ra giấy mà nhìn nó vẫn nét thì cái độ phân giải của một bức ảnh tối thiểu nó phải là 150 pixel trên 1 inch nhé. Khi mà các bạn để độ phân giải là 150 pixel trên 1 inch thì khi mà in ra ấy, các bạn sẽ không cảm nhận được điểm ảnh, thì nhìn nó sẽ thành nét thôi. Các bạn để nhỏ hơn cái thông số 150 thì vẫn được, nhưng mà sẽ cảm giác như là cái ảnh đấy nó không căng, không nét lắm, đúng chưa? Thế bây giờ thì các bạn đưa cái thông số này về 150 cho mình này. Rồi, sau đó làm gì? Các bạn thấy cái đơn vị ở trên này chưa? Đấy, chuyển nó về pixel. Đó, thì lập tức các bạn sẽ thấy đây là kích cỡ tối thiểu của một bức ảnh để in ra khổ giấy A4 không bị vỡ nha. Và đây các bạn nhìn thấy nó đang là 1700 x 1200 đúng không? Thế như vậy chúng ta sẽ biết được cái size của bức ảnh này nó chưa đủ lắm đúng không? In ra nó vẫn có thể là không được nét căng hoàn toàn. Các bạn hiểu không nhỉ? Đó, đấy là một cái thủ thuật rất nhỏ nhưng cũng rất quan trọng để chúng ta biết được là việc in ấn từ một bức ảnh nó sẽ như thế nào. Khi mà giải đáp được câu hỏi này ấy, thì chúng ta sẽ rất là thuận tiện trong nhiều công việc nữa. Ví dụ như bạn nào học 3D rồi muốn render ra một cái bức ảnh để in ra và làm đồ án chẳng hạn. Thế thì khi mà các bạn render ấy, thì các bạn sẽ tự đặt một câu hỏi đó là mình in với một size ảnh là bao nhiêu để tí nữa khi in ra A3, A4 nó không bị vỡ. Đúng không? Nếu mà chúng ta để cái size ảnh nó to quá ấy, thì cái thời gian render nó sẽ rất là lâu. Rồi thậm chí là những cái máy yếu ấy, thì gen có thể nó bị văng không gen được luôn. Còn nếu như mà chúng ta để cái size mà nhỏ quá thì đương nhiên khi in ra nó lại bị vỡ thôi. Đó. Nhưng lưu ý này, cái tiêu chí này ấy, thì nó không áp dụng cho cái việc là các bạn in những cái phông bạt khổ lớn như thế này. Bởi vì ấy, in ra những phông bạt khổ lớn này nó không giống như in ra giấy. In ra giấy thì chúng ta cần nhìn rất là gần. Nhưng mà ở những cái phông bạt to thế này ấy, thông thường chúng ta nhìn ở một cái cự ly rất là xa. Nếu như để độ phân giải to quá như là chúng ta in trên giấy ấy, thì những cái file này nó trở nên rất là nặng, không cần thiết, đúng không? Đó. Khi mà các bạn in ra những cái biển bạt như thế này thì độ phân giải các bạn có thể để nhỏ thôi, thậm chí 10 20 pixel trên 1 inch cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu về mặt thị giác rồi nhé, bởi vì nó nhìn xa mà đúng không. Thậm chí là các bạn thấy ở những cái biển, những cái bảng đèn led ở những cái khu trung tâm thương mại ấy, nếu mà nhìn gần vào ấy, thì một cái ô ánh sáng của nó rất là to đúng không. Đấy, thậm chí là nó có thể là gì, một cái ô sáng của nó có thể lên đến 1 pixel luôn, tức là 1 pixel trên 1 inch luôn đúng không. Thậm chí có những cái chỗ mà nó to hơn thì nó là 0,5 pixel trên 1 inch, tức là một cái ô đèn led trên bảng điện tử của nó ấy, là nó to bằng 2 inch luôn đúng không, thì độ phân giải nó thành là 0,5 pixel trên 1 inch thôi nha. Thế cho nên là mình lưu ý cái này để đến khi mà các bạn in những cái size khổ lớn như thế này thì đừng có áp dụng cái thông số 150 này vào, không thì file nó rất là nặng, cái việc mà lưu file rồi in các thứ thôi là nó cũng tương đối mệt đấy nha. Rồi, ok. Thế như vậy là khi các bạn biết cái thủ thuật này thì nó sẽ tối ưu được cái công việc cho các bạn. Thì hy vọng với một cái tút nhỏ này thôi, các bạn đã giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến in ấn và render của mình rồi.